Saturday. Đã điểm danh nhanh quá về 7 6 cái thi mà chúng ta sẽ ôn tập trong hôm nay. Thứ nhất đó là về cái thi hiện tại đơn. Ok. Ở trong cái thi hiện tại đơn này thì điều cả các em cần ghi nhớ cho cô đó là ở cái phần là dấu hiệu nhận biết của nó. Phần dấu hiệu nhận biết của nó thì ta chia thành ba cái nhóm chính như sau. Bạn thấy đó là cái nhóm thứ nhất này. Nó sẽ xuất hiện cả cái tràng từ chỉ tần suất. Cái tần suất này là tần suất chung chung. Nha, yeah. Này là tràng từ chỉ tần suất. Always use it often sometime. Rồi, cái nhóm thứ hai là nó cũng là tràng từ tần suất nhưng mà nó xuất hiện đó là có cái từ every. Dấu hiệu đặc trưng của nó là có từ every. Khi ta nhìn thấy every cộng với cái từ chỉ thời gian sau thì chúng ta sẽ dùng nó thì hiện tại đơn. Và cái nhóm thứ ba là tràng từ chỉ tần suất nhưng mà tần suất cụ thể once, một lần, twice, hai lần, three times trở lên là ba lần, bốn lần, vân vân. Nào, thì nó sẽ được dùng ở thi hiện tại đơn. Và khi cái dấu hiệu này là ta bắt buộc phải học thuộc, các em bắt buộc phải thuộc. Thuộc nó để làm gì? Để rằng khi ta nhìn thấy câu nó xuất hiện những cái dấu hiệu này ta biết nó là chia thi hiện tại đơn. Đấy. Và hiện tại đơn đây thì về phần về mặt công thức thì ta nhớ nhấn mạnh này. Khi đã dùng động từ to be thì ta không dùng động từ thường. Có nghĩa rằng nó chỉ là một trong hai cái be hoặc là verb. Chứ không dùng, không có cái nào mà dùng kết hợp cả be và verb đi kèm với nhau đâu các em ạ. Nhớ chưa? Ví dụ như ta nói là she often goes to school late. Chứ chúng ta không nói she is often goes to school late. Đấy nha. Và một cái đặc điểm ở trong cái dấu hiệu nhận biết này thì ta nhớ rằng là cái vị trí của tràng từ tần suất. Vị trí của tràng từ tần suất. Nhưng cái này ta gọi nó là tràng từ tần suất này. Ở đây ta gọi nó là tràng từ tần suất. Và vị trí của tràng từ tần suất đó là đứng thứ nhất. Nó có vị trí riêng như gì nào? Đứng sau động từ to be. Hoặc là nó đứng sau chờ động từ. Sau động từ to be ví dụ như là I'm never late for school. Thì đây, cái never này là tràng từ tần suất, nó đứng sau cái động từ to be. Cái này không cần ghi đâu nhá. Cái phần này ta không cần ghi, cố điểm nhá, nhanh thôi. Còn các bạn ghi nó sẽ mất thời gian. Bạn nào cần thì ở cái chỗ này, nếu như các em cần thì là cố sẽ gửi các em ghi sau. Còn cái này chúng ta chỉ điểm danh nhanh quá thôi. Ok, rồi ta nó đứng sau chờ động từ. Chờ động từ ta có ví dụ như là I don't usually. We don't usually go to football chẳng hạn. Đấy, như vậy là ở cái đồn này ta gọi nó là chờ động từ. Được chưa? Và cái vị trí thứ ba của nó là đứng trước động từ thường. Tất cả những động từ mà không phải động từ trí giác, tức động từ trí giác là gì? Động từ xúc giác. Đó. Đấy. Và động từ to be thì trừ những động từ đó ra chúng ta gọi nó là động từ thường, cả cái động từ diễn tả các cái hoạt động bình thường ấy ta gọi là động từ thường. Và khi như vậy ta dùng cái chờ động ta tràng từ tần suất này nó đứng trước động từ thường. Đấy nha. Đó là điểm danh quá về cái thi hiện tại đơn. Và một cái điểm nữa cũng đáng nhớ trong cái thi hiện tại đơn này đó là về cái động từ khi mà chúng ta xác định rằng nó là chia với ngôi thứ ba. Đây, chia với ngôi thứ ba số ít. Ví dụ như ở chỗ này ta có là I, you, we, they thì nó đi về động từ không chia, nhưng nếu như là các ngôi she, he, it hoặc là danh từ số ít thì động từ ta bắt buộc phải có s hoặc là es vào. Vậy thì s hoặc es này ta sẽ thêm bằng cái quy tắc ở đây đó là có này, thông thường ta thêm s. Thứ hai là nếu như tấn công là ta nói cái mèo đó là ông sáu chạy xe thả chẳng hạn này, để cho nhớ sắp xếp theo từ từ là ông sáu chạy xe
SH thì ta sẽ thêm S. Còn nếu như tần cung nó là một phù âm có nghĩa dài thì ta thêm ta đổi dài thành nghĩa ngắn rồi là thêm S nhớ này, là phù âm. Và trong tiếng Anh thì có gì nè? Năm nguyên âm và sáu 21 phù âm. 21 phù âm. Thì chỉ trừ năm nguyên âm là năm cái nguyên âm này ra uể oải. Còn lại nữa là những cái chữ cái còn lại nó đều tính là phù âm cả nhá. Và cái trường hợp bật quy tắc đó là động từ have, ta sẽ chuyển nó thành has. Được chưa? Là về cái thi hiện tại đơn các em ạ. Thứ hai là về thi hiện tại tiếp diễn. Trong thi hiện tại tiếp diễn nó khác hiện tại đơn của đó là gì? Chủ yếu cũng đó là giờ nhơ và dấu hiệu nhận biết. Dấu hiệu nhận biết thì nó chia thành năm cái nhóm như thế này. Ngoài ra ta còn có thỉnh thoảng ta còn có thể là từ today ta cũng có thể sử dụng thi hiện tại tiếp diễn hoặc là to tonight. Trong cái trường hợp mà diễn tả kế hoạch dự định ấy, đó, dự định kế hoạch chắc chắn thì nó cũng sử dụng thi hiện tại tiếp diễn này thay thế cho thi tương lai gần được. Thì ở đây ta sẽ có đó là sử dụng các từ này. Và những động từ ta không dùng với thi tiếp diễn, ta nhớ này, những động từ chỉ sở thích này, like, dislike, hate, love, prefer. Đấy. Rồi là ngoài ra như cả cái động từ chỉ trích dạng là taste này, smell này, be này, hoặc là know này, đây này, rồi hoặc là think. Sorry, think thì ta có thể dùng tiếp diễn được. Have a taste smell. Rồi. Hành động, cách dùng của nó thì là ta biết rồi, nó tiếp diễn thì là hành động đáng xảy ra. Rồi trong này đây, về cái mặt công thức thì ta nhớ đấy là cái sự kết hợp giữa động từ to be và động từ thường. Và lúc này đã có động từ to be thì động từ thường luôn luôn phải sử dụng ở dạng gốc in. Cách thêm in của nó đó sẽ là có nắm cái gạch đầu dòng. Trường hợp đầu tiên thì thông thường ta chỉ thêm in. Còn đối với các trường hợp ta nhớ này, 1e, 2e và ie. Đấy, nếu như là chỉ 1e ta bỏ e rồi sau đó mẹ còng in. Còn nếu nó là 2, 2e, 2e đi lên nhau thì ta thêm in vào, ta không phải thay đổi gì cả. Đó. Còn nếu là y ngắn e thì ta đổi cái này thành y dài rồi thêm in. Trường hợp nữa là động từ mà chỉ có một âm tiết, tức là phát ra chỉ một âm ấy, thì ta sẽ gì nào gấp đôi cái phù âm cuối rồi sau đó ta thêm đưa in vào. Nha. Đó là về cái thi hiện tại tiếp diễn. Thứ ba là về thi quá khứ đơn. Thì trong cái thi quá khứ đơn này ta cũng nhớ về dấu hiệu nhận biết này. Những cái mốc này đặc trưng ta hay gặp, yesterday này, rồi last này, ago này. In nhưng mà phải in phải đi về mốc cái thời gian ở quá khứ. Ví dụ như ta bây giờ là 2024 nữa, thì ta nói 2023 là sẽ là mốc thời gian ở quá khứ. Phân biệt giữa mốc và khoảng. Đây. Cái này ví dụ như ta có 2020. Đây 2024. Thì cái khoảng từ đây đến đây 4 năm này ta gọi nó là khoảng thời gian. Những hai cái khoảng tròn đây, hai cái khoảng tròn 2020 và 2019 này, thì cái này đây ta gọi là mốc. Đây, ta gọi nó là mốc. Được chưa nào? Ở thế này thì ta thấy là động từ nó thường thêm đuôi ed. Và cách thông thường thì ta thêm ed này, tần cung bằng e ta chỉ thêm d này. Nếu tần cung nó là một phù âm cộng với ý dài này thì chúng ta sẽ đổi ý dài thành ý ngắn thêm ý đi này. Động từ mà một âm tiết tần cung bằng một nguyên âm cộng với một phù âm thì ta gấp đôi phù âm cuối rồi thêm ý đi này. Nha. Đó. Đó là về cái động. Ở cái này thì quá khứ đơn nó cũng tương tự như thi hiện tại đơn các em nhé. Ta nhớ rằng là chỉ dùng một trong hai loại động từ. Nếu đã dùng động từ to be là không dùng động từ thường. Và nếu dùng động từ thường thì không có động từ to be. Đó, chứ không có cái sự kết hợp giữa hai cái động từ to be và động từ thường này. Nó có sự kết hợp chỉ trong trường hợp đó là sử dụng ở thi ở trong cái dạng câu bị động. Nhưng đây ta không phải, mà ta là dùng cái dạng có câu bình thường. Đấy. Rồi, phần tiếp theo đó là thi quá khứ tiếp diễn. Ở quá khứ tiếp diễn này thì các em lưu ý cho cô về hai cái từ ngoài cái dấu hiệu nhận biết này, thì ta lưu ý cho cô về hai cái từ hay gặp đó là từ when và từ why. Đấy. Mệnh đề đứng trước when này nó thường sử dụng là thi quá khứ tiếp diễn.
Con mệnh đề 6 quen này nó thường là thi quá khứ đơn. Ngược lại thì nếu trong câu có sử dụng từ why thì mệnh đề 6 why này nó sẽ là thi quá khứ tiếp diễn. Con mệnh đề đứng trước why nó là thi quá khứ đơn. Đảo vị trí cho nhau, các em nhớ là cái thông thường đúng không? Đấy, xét về cái mặt nghĩa trong câu nói thì có trường hợp đó là lộn, nhưng mà ở đây chúng ta đang học với cái dạng kiến thức nhận diện thì ta sẽ thấy rất là nhiều trường hợp, và đã nhiều trường hợp thì có thể rút được cái quy tắc thông thường được. Đó là thông thường ta sẽ nhìn thấy là sau when này nó sẽ sử dụng thi quá khứ đơn, và trước cái mệnh đề còn lại nó sẽ là thi quá khứ tiếp diễn. Quá khứ tiếp diễn này nó có thể đứng trước when hoặc là nó chuyển ra cái về sau, đều như vậy cả. Cái nào đi liền ngay với từ when thì ta dùng quá khứ đơn, tương tự như vậy cái nào đi liền ngay với từ why thì ta sử dụng thi quá khứ tiếp diễn. Còn cái mệnh đề này này nó có thể đứng trước hoặc đứng sau là tùy cái ngữ cảnh, tùy cái câu người ta nói. Có nghĩa rằng là nó linh động, trong cái câu của hai mệnh đề thì người ta có thể sắp xếp trước sau ngay có bởi cả cái từ nối của nó. Khi từ nối này nó đứng ở giữa thì ta không cần đánh dấu. Còn câu này nếu như có từ nối này, hai cái từ này nó đứng đầu câu thì mệnh đề này chuyển ra sau ta phải dùng dấu phẩy. Đấy, cái này ta sẽ thấy khá là nhiều trong cái cả cái ví dụ. Ở bên này cô có cái ví dụ như thế này: The children were playing football while their mother was cooking. Cái trường hợp trong cái ví dụ này ấy là hai hành động song song, tức là nó sẽ sử dụng cả hai hành động là thi quá khứ tiếp diễn cả. Nhưng có lại một cái ví dụ khác này. I came home. Đấy, cô sẽ lấy cái ví dụ này các bạn chú ý. Là I came home. Hoặc là chuyện nó đã đâu đi. When I came home, my mom was cooking. Đấy, bây giờ ta sẽ nói bằng đồ đảo cái mình đây. Sẽ là I came home. Đảo cái mệnh đề này thì nó sẽ dùng cái từ why. Thì bây giờ cô đang dùng cái từ tương ứng là từ when cái đá các em nhá. Đấy. Đang dùng cái từ tương ứng là từ when cái đá thì sẽ là đảo mệnh đề này ra sau như sau. Đó là my mom was cooking when I came home. Đó. Như vậy trên cái mệnh đề trên chuyển trước thì nó phải có dấu phẩy, còn nó đứng nối đấy thì không cần. Ngược lại thì ta có thể sử dụng là I came home why my mom. Đấy, tức lúc này ta đã dùng từ why. Và cùng tương tự như thế, ta có thể đảo cái mệnh đề why này lên đầu câu. Why my mom was cooking? Now I came home. Như vậy là từ một cái ngữ cảnh như vậy ta có thể dùng cả cái dùng hai cái liên từ nối, hai cái từ nối này và đảo vị trí của nó thành cái câu đa dạng của chúng ta như vậy. Đó là trong cái thi quá khứ đơn là cả quá khứ đơn và quá khứ tiếp diễn là các em lưu ý cho cô về hai cái đó. Đó. Tức là hành động nói về cái hành động gì là xảy ra. Hai hành động đều xảy ra ở quá khứ. Những hành động nào mà xảy ra theo quá trình dài hơn thì ta dùng quá khứ tiếp diễn. Còn hành động nào mà xảy ra ngắt quãng hoặc xen vào cái hành động kia thì ta sẽ sử dụng ở thi quá khứ đơn. Rồi, tiếp theo. Ta có thì về cái thi hiện tại hoàn thành. Thi hiện tại hoàn thành thì các em nhớ cho cô đó là gì nè? Quan trọng về cái dấu hiệu nhận biết này này, ta hay gặp nhất đó là từ for, từ since. Từ yes, từ already, so far up to now, up to present. Rồi, how long? Is it the first time, many times, several times? Và so sánh nhất thì ta cũng dùng thi hiện tại hoàn thành. Và trong hiện tại hoàn thành thì cấu trúc chính của nó là động từ have cộng với động từ ở cột 3 hoặc là ed. Và ed này nó cũng sẽ thêm giống như là ở thi quá khứ đơn. Đó.
Rồi, còn về thi tương lai đơn. Về thi tương lai đơn thì đấy là dấu hiệu của nó. Và cái đặc trưng của cái thi tương lai đơn đó là nó có từ will và động từ dùng cho từ will này không bao giờ phải thay đổi. Đấy, đấy, thì cái dấu hiệu quan trọng ở trong này ta hay gặp từ tomorrow này, có từ next này, in cộng với thời gian tương lai này, hoặc là câu trong câu có từ think này. Đấy, có in the future thì ta sẽ sử dụng nó là thì tương lai đơn. Như vậy cô vừa mới điểm qua cho cái về 6 thi. Bây giờ là cái thời gian các bạn sẽ làm bài. Chúng ta sẽ làm bài trước. Của chúng ta có nội dung, chúng ta có hai cái dạng bài chính. Bài thứ nhất là chọn đáp án, bao gồm 30 câu. Và bài thứ hai là phần gì nè, tìm lỗi sai. Vậy thì đấy, đối với cái bài này, 10 câu đầu tiên, bạn nào chưa ghi, chúng ta cũng tranh thủ vừa, để vừa chữa, ok. Câu thứ nhất, thì ta nhìn thấy dấu hiệu ở đâu để chọn các bạn? Mời bạn Khánh Toàn trả lời cho cô xem nào. Em trả lời đáp án của em và nếu lý do. Mời bạn Minh Quân nào. Cô mình quên lên 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 này gắn chào cho lại này gắn chào thầy cô. Ngọc Diệp không? Chỗ đó là của Ngọc Diệp không? Dạ. Rồi em trả lời nào. Từ cô một là cho cô áo. Như vậy câu 1 bạn chọn câu A. Rồi. Ai có ý kiến khác không? Câu 1 này mà nếu mình chọn câu A thì nó sai hoàn toàn đúng không em? Bởi vì ta học ở trong khi này cô vừa mình nhắc cho cả các em lại rồi, đó là gì nào? Cái động từ love này là động từ không được sử dụng. Mời bạn Hứng đâu? Đưa cô làm cho nó bị quá. Rồi. Như vậy hai ý của hai bạn đó đều là sử dụng thì hiện tại tiếp diễn. Mà cái động từ gì nè? Love này là động từ không sử dụng ở thì hiện tại tiếp diễn. Vì vậy, đáp án ở đây chỉ có là đáp án C mới là đáp án chính xác các bạn ạ. À. Rồi, bạn Hà Linh trả lời C. Ở đây chỗ này, các em nhớ nhá, cái động từ này không sử dụng ở thi hiện trong thi hiện tại tiếp diễn cũng như là quá khứ tiếp diễn hay là thi tiếp diễn khác, đúng không? Nó không được sử dụng trong thi tiếp diễn, cho nên là câu này ta nhìn thấy đây, my father, my grandfather, số ít ta chỉ ép vào thôi mẹ. Câu số 2 mời bạn Trà My. Em đâu có, em chọn bảy. B. Giải thích lý do cho cô thư diệp nào. Ta nhìn thấy dấu hiệu đấy là gì cả em? Đó là right now. Như vậy câu này ta được sử dụng ở thi gì nào? Hiện tại tiếp diễn nha. Nó có từ right now là dấu hiệu ở thi hiện tại tiếp diễn, chính vì vậy ở đây ta sẽ loại đáp án A, C và D. Chỉ chọn đó là đáp án B. Rồi. Câu số 3. Nguyễn Nhật Ánh is a writer. He a short story about a dragon at this time. Mời bạn thử mạnh. Em rất có em cho nó bán ấy Ai? Bởi vì sao nào? bởi vì có ở gì thảm. Ok, cũng ở đây cũng có dấu hiệu nhận biết đó là at this time, nó chính là dấu hiệu nhận biết ở thi hiện tại tiếp diễn. Đúng rồi, chính vì vậy chúng ta sẽ sử dụng là động từ ở dạng verb in và he, ngôi thứ ba số ít, cho nên động từ to be chia tương ứng sẽ là is.
He is writing a short story about dragon at this time. Câu thứ tư. Why people were talking to each other? He hid books. Mời bạn Bảo Trâm. Hai cái này là các bạn lưu ý này. Talking to. Cái này là hai hành động song song xảy ra ở quá khứ. Cho nên cả hai vế ta đều sử dụng thì quá khứ tiếp diễn. Bảo Trâm không bật được mic. Ok. Câu số 5. My boss hired you to work. Ở đây ta dùng khi làm trắc nghiệm là ta dùng phương án loại trừ đúng không? Loại trừ thì ta nhìn đây là ta phân tích này, cái từ my boss này nó chính là gì? Cái này nó là gọi là danh từ số ít. Đấy. Tần cũng có S nhưng mà không thể là số nhiều, đấy đáng là số ít. Vậy vì vậy ta sẽ loại những đáp án nào tương ứng ở số nhiều, đó là B và C. B A này dùng số nhiều, đố đố này dùng số nhiều, đố dùng số nhiều nè. Chỉ còn lại một là ở hiện tại, doesn't wear, hai là weren't, wore ở quá khứ. Nên ở đây đáp án của chúng ta sẽ là đáp án A. Xét về ở đây vì không có cái gì nè, không có cái dấu hiệu nhân biệt cụ thể thì ta có thể sử dụng hai đáp án A hoặc D. Nhưng mà xét một cái khía cạnh khác thì cái việc là đi làm là cái việc xảy ra lặp đi lặp lại thường xuyên đúng không? Đấy, chứ không phải là chỉ xảy ra vào ngày hôm qua kem kia, cho nên là chúng ta sẽ ưu tiên cho đáp án A là đáp án đúng hơn, đúng nhất hơn, cho nên là ở đây câu này ta lưu ý. Câu số 6. It was noisy next door. Our neighbor a party. Trả lời cho cô thế nào? Mời bạn Tuấn Anh. Tuấn Anh nào? Mời bạn Diễn Hợp. Con What's lý your answer? Đáp án của Diễn Hợp là gì? con Tuấn Anh liếm cùng được đi mic, có cùng đi. A, B, C, A, D, Tuấn Anh. À, Diễn Hợp. liếm được biết có. À, rồi. Để cô xem nào, có bạn trả lời đáp án C, Tuấn Anh trả lời là đáp án C. Ở đây các bạn lưu ý này, C có phải đáp án đúng hay không? Thứ nhất, ta nhìn vào cái dấu hiệu ở cái câu đầu tiên nó xuất hiện, đó là it was noisy next door. Như vậy là cái were này chính là sử dụng ở thi quá khứ. Vậy sự việc xảy ra ở thi quá khứ done thì chúng ta sẽ sử dụng đó là gì nào? Thì quá khứ. Ok. Our neighbor had a party. Tối qua nó đã gì nè? Ồn ào ở cái nhà hàng xóm bên cạnh. Number 7, this spaghetti awful. I don't want to eat it. Cái động từ taste này là động từ trí giác. Và động từ trí giác cho nên là đi nè. Vì là động từ trí giác cho nên ta không sử dụng ở thi tiếp diễn. Câu này là ở thi đơn. Cái vị của cái này thật là khủng khiếp, tốn không muốn ăn nữa. Nà. Như vậy spaghetti là danh từ số ít. Danh từ không đếm được mi ý. Nà. Cho nên là ta sử dụng theo hình thức là thêm mẹt vào động từ. Chia. Yeah. Number 8. He a good man. He always help elderly people in my neighborhood. Như vậy rằng là
Trong cái câu này ta sẽ nhìn thấy đáp án của nó đó là gì nè, sẽ là Sỉ. C. Ok, đúng rồi. Như vậy Bạch Ngọc đã vừa trả lời đó chính là C. Ai là ngôi thứ nhất? Cho nên động từ chúng ta không cần phải chia, ta giữ nguyên dạng đó là think. Number 9. At the ceremony at 7:30 a.m. we have to be there early. Ta nhìn thấy cái này là cái gọi là một cái lịch trình, đúng không? Cái buổi này sẽ được tổ chức vào 7:30 sáng, cho nên là chúng ta phải ở đó, có mặt ở đó sớm hơn. Ceremony là danh từ không đếm được, chính vì vậy động từ sẽ phải chia bằng cách thêm ed vào. Đáp án của chúng ta cũng là C. Câu số 10 rất là đơn giản. Mời bạn Thủy Linh. Thủy Linh trả lời cho cô nào. Mời bạn Thùy Dung. Em được cố lắm. Em chọn đáp án gì? Em chọn Ủa, như vậy ở đây ta nhìn thấy có dấu cái hiệu gì cả em nè. Ủa cái này cô gọi em mà cô. Ờ đúng rồi. Cái Em đi mua gì mới vô không? dạ. Em Đó. em trả lời đúng Ờ. có mưa chứ cô. Đúng rồi. Em thưa cô, có mưa là bể. Lý do. Bởi vì có hiên tay đớn. Every morning là hiên tay đớn. Như vậy ta nhìn thấy ở đây cái từ every, đúng không? Every morning nó chính là dấu hiệu sử dụng thế hiện tại đơn. Rồi, cái thứ hai là tại sao chọn B mà không chọn C? Em Thùy thưa cô, Linh. bởi vì là kết là chủ ngữ số ít. Đúng rồi, bởi vì kết này tên riêng ở cái hình thức số ít, chủ ngữ ở dạng hình thức số ít, cho nên động từ chúng ta phải chia. Vì thế đáp án B là đáp án chính xác. Ok. Move on next. Number 11. Zip year ein three times so far to attend three times so far. Mời bạn Ngọc Trâm. Ngọc Trâm trả lời cho cô nào. Các bạn ngồi học là tập trung vào nha. Không là bỏ máy để đi ra là đến khi hỏi học cũng được. Ngọc Diệp. Có cô kiếm trả lời đúng không? Ngọc Trâm trả lời nào. Ngọc Diệp tí nữa nha. Coi coi cho nó bánh bè quá. Ở đây chúng ta có bốn đáp án là travel, will travel, I'm traveling, have a travel. Đấy, thì ta sẽ chọn đáp án gì nào? Tại sao chọn B? Tại sao chọn B Ngọc Trâm? Nhưng mà các bạn quên hết dấu hiệu rồi. Ở đây ta nhìn thấy đó là gì nào? Ngọc Diệp trả lời lại nào. Cho thực cô có 11 là chọn đáp án giấy. Vì sao? Cho cô là có dấu hiệu là từ sáu phá là dấu hiệu nhân biệt của thi hiện nay hoàn thành. Đúng rồi, như vậy là ta nhìn thấy cái này ta biết nó là thi gì nè. Cái này chính là dấu hiệu nhân biệt của thi hiện tại hoàn thành. Nhớ chưa nè? Đấy.
Ta nó là dấu hiệu nhận việc của thi hiện đã hoàn thành. Ok. Now, number 12. Last night, Aunt Betty comes by. She at that this summer or they are going to Hawaii. A, B, C, or D? Rồi. Last night, Aunt Betty come by. She that this summer, they are going to Hawaii. Như vậy là ta nhìn thấy ở đây có cái dấu hiệu gì cả em ạ? Nhìn thấy last night ở đây cho nên câu này chắc chắn ta sử dụng ở thi quá khứ. Quá khứ đơn. Tối qua cô này đến đến và cô ấy đã kể cho chúng tôi là đấy. Như vậy sẽ là sự việc đã xảy ra và đã kết thúc ở tại thời điểm tối hôm qua rồi, cho nên nó sử dụng ở thi quá khứ đơn. Câu số 13, I think he home at 3 o'clock tomorrow. Mời bạn Hà Anh. Hà Anh nào trả lời giúp cô xem nào. Rồi em trả lời đi, của em đáp án gì? Đấy, cho các bạn như thế này là các bạn quên tương đối đấy. Ta nhìn thấy các em này. I think he from at ta nhìn thấy thứ nhất cái dấu hiệu đó là think. À, và dấu hiệu thứ hai là tomorrow. Cái này nó là dấu hiệu sử dụng ở thế gì nè, tương lai đơn. Ai chính vì vậy đáp án của chúng ta câu này nó sẽ là đáp án A, will return. I think he will return home at 3 o'clock tomorrow. Câu số 14, how long Jonathan, trả lời cho cô thi gì thế nào. Lê Huy. Cô em cho là à Thi gì nè, ta nhìn thấy các em này. Cái này lúc này nếu trong cái phần nhắc lại trong cái phần dấu nhận việc của từng thi rồi, nó how long đây chính là dấu hiệu nhận việc của thi hiện tại hoàn thành. Mà hiện tại hoàn thành thì ở đây ta nhìn thấy này, ta phải cẩn thận ở chỗ đó là gì? Có have a you, đều have a you cả, nhưng mà nó khác nhau cái động từ ở đằng sau. Thì động từ này ở cột 1, vế này ở cột 2 và vế này mới chính là vế ở cột 3. Cho nên đáp án chúng ta là phải là đáp án C. Ok. Câu số 15. He has been selling motorbike. Ta nhìn thấy thì gì đây? Has been. Hiện tại. Cái này có thể nói một cách khác. Nó là hiện tại hoàn thành tiếp diễn. Đấy. Và rõ ràng ở dưới này ta nhìn cái mốc cải trình này đó là 10 year. 10 year nó là một khoảng thời gian và là khoảng thời gian cho nên chúng ta sẽ sử dụng đáp án đó là D, for 10 years. Thì chúng ta không dùng since. Và bên này đã dùng for là không có ago. Được chưa? Đấy. Đã dùng for là không có ago mà còn đáp án A thì nó sai ở chỗ đó là gì? 10 years ago nó sử dụng trong thi quá khứ đơn. Câu số 16. He the dog out of a walk as soon as he finished the dinner. Ta nhìn thấy cái dấu hiệu này. As soon as thì mệnh đề sau nó là thi hiện tại đơn. Nhưng mà mệnh đề trước nó sẽ là thi tương lai đơn. Chính vì vậy đáp án câu này là C.
Tiếp câu số 17. He always for a walk in the morning, in the evening. Thì câu này dấu hiệu nhân vị của nó là gì các em nào? Đó chính là always. Và he này là ngôi thứ ba số ít, động từ phải chia. Đáp án đúng của nó là goes. Câu số 18 cũng là một câu dễ. Mời bạn Trung Hiếu nào. Được cậu là em được cậu là Khi cô cô gọi các em mới cố gắng tránh thủ. Bấm ngay trả lời nhanh cho cô chứ. đó em được cậu là cô sẽ À, câu C. Được chưa? Rồi, như vậy ở đây là ta nhìn thấy at present. At present đó là dấu hiệu ở thì hiện tại tiếp diễn. Và her brother này là ngôi thứ ba số ít. Chính vì vậy chúng ta sử dụng là is working. Rồi câu số 19, mặc dù nó không có cái dấu hiệu nhận biết cụ thể, nhưng mà xét về cái mặt cấu tạo ngữ pháp thì chỉ có đáp án gì nè? Đáp án A là đáp án chính xác. Rắc ngôi thứ ba số ít các bạn ấy. Mà phần này không chia thì không được. Đây là will have thì tương lai không phải. Và phần tính này verb ing chưa có động từ to be. Nà, cho nên chỉ được chọn đáp án A. Câu số 20. At 5 o'clock yesterday evening, I, my clothes. Mời bạn Hoài Nam trả lời câu này cho cô. Hoài Nam trả lời cho cô câu số 20. Mời bạn Hoài Phương. Em được cố gắng số 20 em cho anh sẽ. Em trả lời trước cho cô, đấy là câu sử dụng thi gì? Em cố là dùng thi hiện tại đơn, có dấu hiệu là dễ tới đấy. Rồi, đó là một ý của bạn Hoài Phương là câu này nó chúng ta sẽ sử dụng ở thi hiện tại đơn. Có bạn nào có ý kiến khác không? Mời bạn Khánh Huyên trả lời cho À, em tôi có là em dụng vậy của bạn có ạ. cô. À, em giống ý kiến của bạn. Mời bạn Thủy Linh. Thủy Linh là đi đâu đây? Dạ. Trả lời cho cô thế nào? Câu này em không biết cô, câu này em sai. Em sai. Như vậy ở đây chúng ta chú ý này. Dấu hiệu nhận biết at 5 o'clock yesterday evening. Dấu hiệu này là dấu hiệu trong thi quá khứ tiếp diễn. Các bạn quên mất rồi. Đó là gì nào? S này cộng với giờ cụ thể này nè, và cộng với thời gian ở quá khứ là dấu hiệu nhận biết đặc trưng ở trong thi quá khứ tiếp diễn. Như vậy là các bạn dở lại lý thuyết coi cho kỳ cho cô nè. Các bạn làm bài như thế này là nhiều bạn chưa đạt yêu cầu. Chính vì nhận ra diện nó là thi quá khứ tiếp diễn cho nên đáp án của câu này của chúng ta sẽ là đáp án D. Now move on next. 21. Từ câu số 21, người ta cho cái động từ cụ thể ở trên cái câu luôn. Đấy, và dưới này là những cái đáp án đã được làm sẵn. Nhiệm vụ chúng ta là xác định đáp án nào sử dụng chính xác dựa vào cái dấu hiệu ở trên câu. Câu 21, most women usually wear a basket when going for work or shopping.
Rõ ràng ta nhìn thấy từ usually thì ta biết nó sử dụng thì gì chắc chắn rồi là bảo an. Em tôi cố là bảo án trả lời được à? Dạ. Cùng mày nào. Dạ, em được coi em cho đáp án ấy. Ơi đáp án ấy, nhưng mà cô đang hỏi là câu này nó sử dụng thi gì đấy mạnh nè. Dạ, thì hiện tại đớn. Rõ ràng ta nhìn thấy cái usually đó là cái dấu hiệu đặc trưng được sử dụng ở trong thi hiện tại đơn. Và cái women này nó chính là danh từ ở hình thức số nhiều, cho nên động từ chúng ta không phải chia. Và cái này thì trạng từ tần suất nó đứng trước động từ. Chính vì thế đáp án chính xác của chúng ta là A, usually were. Ok, good. Number 22. 22. Hang up, please. Hang up trả lời cho cô nào. Có sẽ Bàn tròn câu C. Vậy thì dấu hiệu để em nhận diện trong câu này là gì? Thì gì đấy Hằng hiện á? tại Thì hiện tại các bạn hiện tại đó thôi. Cố nhận sẽ nhận xét ra cả cái mà các bạn nhận diện cái từ để phát hiện ra là thi gì nó còn rất là là kết quả không được. đang còn rất mơ hồ nha. Các bạn đang còn rất mơ hồ ở trong cái cách là xác định dấu hiệu nhận biết của từng thi. Chính vì thế yêu cầu tất cả các bạn là sáng buổi nay buổi sau chúng ta cũng đang còn luyện tập về thi, yêu cầu chúng ta coi lại toàn bộ phần lý thuyết đã được học. Ngọc Diệp trả lời cho cô nào. Cho tôi cô câu này là đáp án bảy. Rồi, vì sao nào? Cho cô vì có ít nhân biệt là sẵn đấy là nhân biệt của thầy quá khứ đơn. Rồi, ta nhìn thấy cái từ last ở đây là cái dấu hiệu từ hay xuất hiện ở trong cái thi quá khứ đơn. Many tourists enjoy the Mường Fox dance performance last Sunday. Rất là nhiều du khách đã thưởng thức cái màn múa truyền thống của người dân tộc Mường vào tối chủ nhật trước. Có nghĩa sự việc đã xảy ra và đã kết thúc trong quá khứ. Câu số 23, I can fix the dog house because I'm Minecraft kid. Yes. Mời bạn Huy Dung. Em thưa cô là cô đây là dấu hiệu của thi hiện tại hoàn thành. À, ta Em biết nhìn thấy có dấu hiệu của thi hiện tại hoàn thành chính là từ yes. Nó là thi hiện tại hoàn thành. Chính vì vậy đáp án của em là gì? đáp án của em là đáp án gì? Đúng rồi. This is correct answer. Câu số 24. Next time you come, I take you to my uncle farm in the suburb. Mời bạn Hưng. Tôi có là em chọn đáp án B cơ. Next time you come, I you to my uncle farm in the suburb. Ok. Như vậy ở trong cái trường hợp này, đáp án chúng ta thứ nhất là ta thấy nên có từ next. Next time.
nó là thì tương lai. Và đấy có hai đáp án ta có thể sử dụng được các em nhé, là am taking hoặc là will take, cũng đúng. Có hai đáp án. Will take là thì tiền tương lai đơn, còn am taking là sử dụng thì hiện tại tiếp diễn để diễn tả hành động, kế hoạch chắc chắn xảy ra trong tương lai gần. Nào, thì thời gian tới bạn đến, tôi sẽ đưa bạn đến nông trại của chủ tôi ở ngoài ô, bà tôi ở ngoài ô. À, nhưng mà ưu tiên đáp án một đó là thì hiện tại, thì tương lai đơn, rồi sau đó mới là xét sang cái đáp án B. Thực tế ra là cái này là câu C là cái chính xác nhất, đúng chính xác nhất, bởi vì next time you come là cái lần tới bạn đến nay, ta không xác định được thời gian xa hay gần, mà chỉ nói là một cái thời điểm nào đó trong tương lai thôi nha. Cho nên là ta vẫn chỉ có ưu tiên cái đáp án chính xác nhất, đó là đáp án C. Hay ta bỏ cái D này đi khỏi phải, bỏ cái B này khỏi phải là phân tâm. Ok. Hurry up, Jimmy. Everybody waits for us outside. Câu này cũng rất là nhiều bạn sai. Để chúng ta cùng xem nào. Mời bạn Lan Phương. Lan Phương trả lời cô nào? Lan Phương không có mấy cả, đáp án của Lan Phương là B. Tại sao lại chọn B cả em nè? Thứ nhất này, ta nhìn thấy cái dấu hiệu đó là Hurry up Jimmy. Cái sự xuất hiện của cái dấu cảm than, dấu dấu chấm than này, nó chính là sử dụng thì hiện tại tiếp diễn. Hiện tại tiếp diễn. Vậy thì ở đây ta sẽ có hai phương án là is waiting hoặc là are waiting. Nhưng khi ta xét về sự hòa hợp giữa chủ ngữ và động từ thì từ everybody này đáp án của nó sẽ là is waiting, bởi vì cứ câu có xuất hiện everybody hoặc everyone thì động từ được chia theo dạng thức ngôi thứ ba số ít. Câu số 26, you visit the Museum of Charm Sculpture when you were in Da Nẵng. Mời bạn đi trở lại con bá, bạn này trả lời bên mình nào. Câu 26 có. Đúng rồi. Dạ, câu 26 em cho ra mắm ấy. Đúng rồi. Ở đây ấy sẽ là đáp án chính xác, bởi vì sao năm anh ạ? À? Em sẽ cho cô biết từ dấu nhận biết ở trong này đó là từ gì. Tại vì dấu hiệu nhân biệt trong từ này là từ quen. Rồi, quen là một này. Và thứ hai nữa là ta nhìn thấy cái mốc ở đây là nó sử dụng động từ ở quá khứ đơn. Khi mà bạn đã ở Đà Nẵng thì có nghĩa là bạn có đã đến thăm cái này không? Nào. Rồi, The village là danh từ ở hình thức số ít. Cho nên là động từ này ta sẽ chia là has. Ngôi làng không còn nước sạch, vì vậy họ là đi phải đi gì là lấy nước từ dòng suối, con suối. Câu 28, we see immense coconut plantation if we visit Bến Tre province. Như vậy câu này ta nhìn thấy nó là gì nè? Hình thức của câu điều kiện loại 1. Câu điều kiện loại 1 các em sử dụng được học ở trong cái chương trình lớp 6 đó là gì? Mệnh đề chứa if. Mệnh đề chứa if sẽ sử dụng thì hiện tại đơn. Còn mệnh đề còn lại nó sử dụng thì tương lai đơn diễn hợp. Đáp án. Em thưa có đáp án giấy. Rồi, như vậy là bạn diễn hợp câu này sử dụng đáp án D. Right. Correct. Câu số 29, you ever visit, thì ở đây ta có từ ever đây. Cho nên nó sẽ sử dụng thì hiện tại hoàn thành các em nào.
Have you ever visited? Câu số 30. My cousin and I mời bạn Trần à bạn Hưng. Hưng trả lời cho cô xem thế nào. Câu số 30 lựa chọn của em là gì? Mình có là câu số 30 là em chọn Chọn đáp án gì? vừa là em chọn cho nó bị coi em cho nó quá nào. đưa bạn á cơ Ây, đúng rồi. Câu này bởi vì sao nè? Ta nhìn thấy dấu hiệu nhận biết của nó là next week, chính là thì tương lai. Đơn. Cho nên đáp án chúng ta chọn là Ây, my cousin and I will pick up. Now move on next. Sang cái dạng bài thứ hai. Đó là cái bài Find the mid-take and circle it. Câu này ta cũng phải xác định cái dấu hiệu ở trong đó để xem từ là người ta sử dụng có đúng thi hay không. Như là cái câu số 31 các em này. Someone was knocking the door when I was doing the washing up. Câu này bạn nào xung phong làm cho cô nào? Mời bạn Thủy Linh nào. em cứ cố làm cho anh sẽ ạ. À như vậy là chọn bàn tròn đáp án C vì sao? C chưa phải là đáp án chính xác Thủy Linh nha. Hứng nào. Em thưa cô là cho đáp án cho lên ai cơ Theo bạn là ấy, vậy thì em sửa thành gì? à em sừng Rồi, ở đây cô giải thích các em này, giải thích lại lúc nãy ta đã nhắc đến cái từ when và có nói rằng là cái mệnh đề đứng sau when này nó sẽ sử dụng thì quá khứ tiếp diễn các em. Còn cái mệnh đề đứng trước when này nó sẽ sử dụng ở thì gì nè? Nó sẽ sử dụng ở thì quá khứ đơn. Sorry. Ngược đúng không? Cô đang nói ngược. Cô đang nói ngược sẽ so với cái phần lúc nãy cô nói cho các em là cái cách nhận biết của hai cái từ when và từ why. Nhưng trong trường hợp này nó là rơi vào cái mà cô nói trong số ít đấy. Đấy. Là trong hai hành động gõ cửa và giặt giũ thì hành động nào là hành động diễn ra dài hơn các bạn ạ? Hành động Dạ giặt giũ nó sẽ là hành động diễn ra cả quá trình kéo dài, còn hành động gõ cửa chỉ là hành động xen vào nha, hành động xen vào trong cái quá trình đó, cho nên rằng là ở đây chúng ta sẽ sử dụng nó ở thì quá khứ đơn này. Và đáp án chúng ta là was knocking. Ta đổi thành là knocked. Someone knocked the door. Knock at the door. Đấy. Tương tự như vậy thì câu số 32 ta cũng nhìn thấy rằng là gì?
trừ cái trộp sửa thi hiện tại hoàn thành, cái này không gạch thì chắc chắn nó là đúng, mà nó đúng thì ta xác định nó là hiện tại hoàn thành, đúng rồi em. Đấy, hiện tại hoàn thành, có những cái sai ở đây thì ta nhìn thấy này, ở đây có từ nối giữa hai từ này chính là từ when, và từ when này ta sẽ sửa nó thành từ since, bởi vì trong thi hiện tại hoàn thành không gì nào, không sử dụng từ when mà sử dụng từ since với một mốc thời gian. Mốc thời gian ở đây chính là gì? Đây chính là when we were in primary school, khi chúng tôi đang ở trường tiểu học, ở cấp tiểu học. Chính vì vậy là cái này sự kết hợp giữa thi hiện tại hoàn thành cộng với since, mệnh đề sau đó sẽ là thi quá khứ đơn. Mệnh đề sau đó nó sẽ sử dụng thi quá khứ đơn. Chưa? Câu số 33. In the future, I came back to Indonesia to work. Đấy, cái dạng bài này nó khó hơn một tí thì cô giải thích kỹ các bạn nghe nhé. In the future là dấu hiệu nhận biết ở thì gì các em nào? Thì tương lai. Đúng không? Đấy. Tương lai thì động từ này nó phải chia chính xác ở tương lai, đó là will come. Rồi, câu số 34 nó sẽ giống tương tự như ở câu 32, dựa vào công thức ở câu 32. Hãy phân tích lỗi sai và sửa lại cho đúng cho cô xem nào. Who can? Cái này cho các bạn xung phong, bạn nào trả lời được nói ngay cho cô nào. Mời bạn Mạnh nào. Em có ba từ sai ở đáp án đấy. À, sai ở đáp án D và sửa lại thành gì? Sửa lại Động từ này đây đang dùng thì hiện tại đơn đúng không các bạn, nhưng mà nó phải là quá khứ đơn mới đúng. Chính vì vậy là cái này ta sẽ sửa thành là Boss. but. Ok. 35. My mother always gets up early to prepare breakfast for everyone in my family. Cái này là nó là sự hòa hợp giữa chủ ngữ và động từ. Đó chính là gì? My mother là ngôi thứ ba số ít. Các em ơi, đúng không? Ngôi thứ ba số ít cho nên động từ ở đây ta có always, ta xác định hiện tại đơn rồi. Câu này là hiện tại đơn thì nó sẽ sai ở cái gì nè? Đúng rồi, bạn Hứng trả lời là sai ở câu A. Và A này ta sẽ chữa lại thành gì các em ạ? Bằng cách là chúng ta thêm thêm add vào ngôi thứ ba số ít. Câu số 36. My brother applied for the scholarship for months, but he has never succeeded yet. Thì ở đây ta nhìn thấy cả hai vế này nó phải sử dụng đều là hiện tại hoàn thành, bởi dấu hiệu nhận biết này là for. For này phải là hiện tại hoàn thành. Months là một cái khoảng khoảng thời gian, cho nên for là đúng rồi, không sai. Ta khẳng định cái đó đúng thì trước nay ta phải sử đáp án của chúng ta phải sửa cái này. Applied thành have a, has a applied. 37. My friend didn't drink any beer since we came to live here. Như vậy câu số 37 này công thức nó giống tương tự câu số 32. Trả lời và sửa đáp án cho cô nào. Mời bạn Ngọc Diệp. Ngọc Trâm. Không ném nó làm được quá. À, không làm được. Bạn nào làm được nào? Mời bạn Em có.
Bạn mạnh nào? Nhớ em rồi có ba bài sai ở đáp án ấy, sở thanh nói là À. quỷ đưa rính. Víu có đúng không? Bạn xác xác định đáp án ấy là đúng rồi, nhưng mà công thức của nó phải là thi hiện tại hoàn thành mà em. Hiện tại hoàn thành này, đi về xí này, đi về quá khứ đơn này. Ở đây đang dùng đích là ở quá khứ đơn đúng không? Thì ta phải sửa cái này thành là gì? Sáng hiện tại hoàn thành tương ứng phải là has, bởi vì my friend nó suy này. Has not là hasn't. The ring này sẽ sửa thành quá khứ phân từ là drunk. Hasn't drunk any beer. Câu 38. His family go usually to the same place for dinner on Saturday night. Đó là gì nào? Ứng nào? Được có là em cho đáp Rồi Ngọc án. Cho đáp án ấy có. À, đáp án A. Đã phân tích rồi đúng không? Cái này lúc nãy có nhắc đến là tràng từ tần suất nó phải đứng trước cái động từ thường, cho nên đáp án này ta phải đổi nó thành là usually goes. Ok. Câu số 39. He visits Ha Long Bay when she was a child. Câu này ta nhìn thấy là gì? Cái mốc thời gian ở quá khứ, cho nên nó phải sử dụng ở thi quá khứ đơn. Bà cô ấy đã đến thăm Hà Long khi mà đang còn là một đứa trẻ, đã xảy ra và đã kết thúc ở trong quá khứ rồi đúng không các em? Cho nên là sai ở đáp án là visit, ta sửa thành là visited. Này. Câu số 40. I ate noodle for dinner, but I wasn't eat anything for lunch. Đáp án của chúng ta sẽ là gì? Tôi ăn phở vào buổi tối nhưng mà tôi không ăn gì vào buổi trưa. Bạn Hứng trả lời là A. Nếu A thì em sẽ sửa thành gì? Ta nhìn thấy gì cả em? It này nó là động từ ở dạng là ta gọi nó là động từ thường, và động từ thường thì phải dùng đến gì nào? Trợ động từ, nếu nó không dùng verb ing thì bắt buộc chúng ta phải dùng trợ động từ, và cái này là trợ động từ ở quá khứ là đích định ra chứ không phải là wasn't. Đấy. Đó là toàn bộ cái nội dung ôn tập của chúng ta trong cái buổi này. Đấy. Về 6 cái thi cơ bản chúng ta thường hay gặp, cô nhận xét là các bạn trong cái quá trình học thi là chúng ta có thể nắm được, nhưng mà cái sự tổng hợp và khắc ghi ghi nhớ của các em là đang còn chưa được tốt. Vì vậy, sau buổi nay yêu cầu các bạn sẽ xem lại, đấy, ôn tập lại về nội dung về 6 cái thi chúng ta vừa mới làm bài đấy cho cô.